chương trình truyền hình thực tế khởi nghiệp đầu tiên ở Việt Nam. Giải thưởng là một cửa hàng trị giá 1 tỷ đồng. Tôi sẽ là người chiến thắng. Chủ nhân giải thưởng sẽ là tôi. Tôi sẽ giành giải thưởng. Khởi nghiệp thành công. Thay đổi cuộc đời. Những bài học khởi nghiệp đắt giá. Hãy khám phá sức mạnh bản thân. Cơ hội khởi nghiệp đến từ Sài Gòn Cớp. Đón xem trên HTV9 vào lúc 15:45 Chủ nhật hàng tuần từ 15 tháng 10 năm 2017.